Kính mời các bạn xem bản tin tranh cãi về đấu đá nội bộ sau khi Việt Nam đệ trình lên Liên Hợp Quốc công hàm phản đối Bắc Kinh. Việc Việt Nam hồi cuối tháng 3 đã gửi tới Liên Hợp Quốc công hàm bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về Biển Đông đã tạo sự phấn chấn trong công chúng của Việt Nam những ngày gần đây, theo giới quan sát nhận định như vậy. Những chủ đề về vấn đề này được bàn tán khắp nơi tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Đồng thời, trong các diễn đàn trên mạng, dư luận và một số chuyên gia đưa ra phỏng đoán rằng động thái mới cho thấy trong nội bộ của giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam khuynh hướng kiện Trung Quốc về ranh giới trên biển đang thắng thế, còn phe phái, bị xem là thân tàu thì lại đang yếu thế. Thì rất nhiều người đã bình luận như vậy. Tuy nhiên, hai chuyên gia am hiểu về Việt Nam và Biển Đông nói rằng họ không đồng ý về phỏng đoán kể trên với những lý do mà họ trình bày tiếp theo sau đây. Đây là hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 năm 2017 được ghi nhận tại thủ đô Hà Nội. Trong nội bộ của chính quyền Việt Nam sẽ có những người có quan điểm muốn cứng rắn hơn với Trung Quốc, nhưng cũng có những người muốn mềm mỏng hơn, ứng xử khéo léo hơn với Trung Quốc. Tôi nghĩ điều đó không nhất thiết dẫn đến việc chúng ta phải gắn nhãn cho họ là thân Trung Quốc hay chống Trung Quốc. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đặt tại Singapore đã nói như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về quan điểm của mình trong việc này. Và cũng theo nhà phân tích nghiên cứu này, liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông đã diễn ra trong suốt thời gian qua, thì hầu như tất cả các chính trị gia, các nhà làm hoạch định chính sách của Việt Nam đều có cách quan điểm thận trọng và muốn bảo vệ lợi ích của Việt Nam trước sự lấn tới của Trung Quốc. Nhưng các quan chức của Việt Nam chưa thống nhất được các biện pháp ứng xử với Trung Quốc. Vì Trung Quốc là có lẽ một đất nước quá lớn và họ ảnh hưởng với Việt Nam không phải chỉ kinh tế mà đặc biệt về chính trị. Họ cũng khá có ảnh hưởng. Và tiến sĩ Hiệp đã nói thêm, có người muốn khéo léo hơn với Trung Quốc để làm sao Việt Nam vừa bảo vệ được lợi ích của mình trên Biển Đông, vừa không tổn hại đến lợi ích chính trị và kinh tế trong quan hệ với Trung Quốc. Vì vậy, tôi nghĩ điều này gây ra cảm nhận không hoàn toàn chính xác từ bên ngoài là trong nội bộ của Việt Nam có những nhóm thân Trung Quốc hay chống Trung Quốc. Tuy nhiên, nhận định của ông cũng đưa ra trong bối cảnh mà Việt Nam vẫn luôn che giấu mọi thông tin từ trong nội bộ, những cái bàn bạc trong chính phủ, trong bộ chính trị thì thường họ bị giấu người dân hết. Và điều này không hoàn toàn chính xác, đa phần trong chính quyền Việt Nam đều đồng thuận là phải chống lại áp lực của Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng điểm khác nhau giữa họ là làm thế nào để đạt được mục tiêu đó, và chia sẻ của ông như vậy. Và Thạc sĩ Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu Biển Đông, hiện làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ quan điểm trên, ông nói tiếp như sau. Cấu trúc chính trị của Việt Nam là một việc, mọi việc phải có sự đồng thuận của tập thể. Tuy cũng có những nhóm có vẻ thân Trung Quốc hơn hay có vẻ hướng về phía Mỹ hơn, có vẻ thôi. Chứ còn phân thành các nhóm rõ rệt ở Việt Nam thì chắc chắn là khó, không có đâu. Việt Nam thống nhất từ trên xuống dưới và không phải mới bây giờ mà từ đường hướng ngoại giao này đã có từ rất lâu rồi, tức là đã được định hình từ rất lâu rồi. Và ông chia sẻ như vậy trong cái suy nghĩ của mình với truyền thông quốc tế. Và đây là hình ảnh Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam hội kiến với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào hôm 27 tháng 2 năm 2017 nhân hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội diễn ra. Mặc dù vậy, theo Thạc sĩ luật Hoàng Việt, đang có chuyển động đáng chú ý trong tầng lớp có quyền ra quyết sách ở Việt Nam, ông nói như sau. Có một loạt những sự kiện đang có những tín hiệu cho thấy ngay cả các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đang có sự chuyển hướng tư duy, tức là hướng từ Trung Quốc trước đây dần sang phía Mỹ và đồng minh của Mỹ. Đưa dẫn chứng về quan điểm này, ông Việt đề cập đến sự kiện tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm chìm một tàu cá của Việt Nam vào hôm 2 tháng 4 ở gần quần đảo Hoàng Sa trong vòng tranh chấp. Và ngay hôm sau, tức là ngay cũng một ngày thôi, ngày 3 tháng 4, thì Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt cầm quyền ở Việt Nam đã đăng toàn văn tuyên bố phản đối của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam về vấn đề này. Thì đây là cái thái độ khá là nhanh của cái Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Trung Quốc và khá rõ ràng. Và để so sánh, nhà nghiên cứu Biển Đông ở Hoàng Việt đã nhắc lại rằng hồi hè thu năm 2019, khi Trung Quốc đưa tàu khảo sát Hải Dương và hoạt động trong 3 tháng ở bãi Tư Chính đã gây ra căng thẳng vô cùng lớn giữa Việt Nam với Trung Quốc. Báo Nhân dân không đăng một dòng nào về vấn đề đó. Thì đây là cái so sánh rất cụ thể. Là 3 tháng Trung Quốc liên tục
ở bãi tư chính không đăng. Nhưng mà cái vụ đâm tàu là cái đăng ngay. Thì đấy là cái sự chuyển động ở trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng vụ đâm chìm tàu hôm 2 tháng 4 không hề ngẫu nhiên mà có liên quan đến việc Việt Nam gửi công hàm tới Liên Hợp Quốc vào ngày 30 tháng 3 năm 2020. Trong đó bác bỏ các yếu tố lịch sử để xác lập yêu sách về chủ quyền biển của Trung Quốc tại Biển Đông. Thì đây là cái điều hết sức quan trọng. Mà nhưng Trung Quốc lập tức đã dằn mặt Việt Nam bằng cách là đưa tàu vào đâm luôn tàu cá Việt Nam, không nói nhiều. Đấy là cái sự dã man của Trung Quốc. Và vào ngày 30 tháng 3, phía Việt Nam nộp công hàm, có thể là Trung Quốc phản ứng lại về hai điều. Một là thái độ của Việt Nam đối với Hoa Kỳ gần đây, và thứ hai là đối với công hàm của ngày 30 tháng 3 thì Trung Quốc phản ứng bằng cách đâm chìm tàu cá Việt Nam. Thạc sĩ Hoàng Việt đã khẳng định thêm một lần nữa cái nhận định của mình như vậy đối với việc mà Trung Quốc đâm vào tàu cá Việt Nam. Và đây là hình ảnh bản chính của phán quyết vào năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông PCA bác bỏ đường chín đoạn của Trung Quốc do Philippines đã từng khởi kiện. Và theo thạc sĩ luật Hoàng Việt, quan điểm mới nhất của Việt Nam phù hợp với các phán quyết của một tòa trọng tài quốc tế hồi năm 2016 về tranh chấp biển giữa Philippines và Trung Quốc. Mặc dù trong công hàm mới nay, Việt Nam không trực tiếp nhắc đến phán quyết. Ông cho rằng những lập trường rõ ràng hơn, cụ thể hơn của Việt Nam về các vấn đề tranh chấp trên biển giúp xác lập một cơ sở vững chắc hơn nữa để Việt Nam có thể sử dụng các công cụ pháp lý trong tương lai. Tức là phải chuẩn bị trước tất cả những cái vấn đề về pháp lý để có thể khởi kiện bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, hiện nay chưa xuất hiện tình thế căng thẳng đến mức Việt Nam phải khởi kiện Trung Quốc. Vẫn theo lời ông Việt đã nói như vậy. Khi nào Việt Nam sẽ sử dụng các công cụ pháp lý là một câu hỏi mở và sẽ là quyết định chính trị. Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu đã đưa ra nhận định như vậy. Và có nhiều yếu tố có thể tác động đến việc Việt Nam sẽ chọn thời điểm nào để kiện Trung Quốc. Trong đó, quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc là yếu tố quyết định, tiến sĩ Hiệp nói tiếp như vậy. Và như tin đã đưa, trong công hàm gửi Liên Hợp Quốc vào tháng 3 vừa qua, Việt Nam đã phản đối các yêu sách về biển nêu trong một số công hàm của Trung Quốc cũng gửi đến Liên Hợp Quốc trước đó, tức là phản bác lại những điều đó. Vì Việt Nam nếu mà không đưa những công hàm như vậy thì mặc định là chủ quyền của Trung Quốc, cho nên Việt Nam buộc phải lên tiếng. Và những yêu sách này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông, công hàm của Việt Nam có đoạn đã viết rất rõ ràng như vậy. Và với các diễn biến phức tạp ở Biển Đông diễn ra vào năm 2020, liệu Tòa trọng tài kinh tế về luật biển có phải là lựa chọn gần hơn của Việt Nam trong thời gian tới hay không để khởi kiện Trung Quốc? Vì lòng dân rất nhiều người trong và ngoài nước muốn Việt Nam kiện Trung Quốc để rõ ràng một lần và cũng là cái cơ sở pháp lý để có thể có những cái xử lý về sau với Trung Quốc. Đây là hình ảnh đoàn đại biểu của Philippines dự phiên điều trần trước PCA vào tháng 7 năm 2015. Qua công hàm, Việt Nam khẳng định Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 UNCLOS là cơ sở pháp lý duy nhất, quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển của Việt Nam và Trung Quốc. Đồng thời, Việt Nam đưa ra quan điểm về các thực tế và thực thể ở cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa rằng vùng biển của các cấu trúc luôn nổi tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phải được xác định phù hợp với điều 121 của Công ước. Các nhóm đảo tại Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa không có đường cơ sở được vẽ bằng cách nối liền các điểm ngoài cùng của các cấu trúc xa nhất. Các bãi ngầm hoặc cấu trúc lúc chìm lúc nổi không phải là đối tượng thụ đắc lãnh thổ và không có vùng biển riêng. Hết trích. Và chính phủ Việt Nam hiện nay về mặt phát ngôn chính thức hầu như không nói gì về việc sử dụng biện pháp pháp lý để giải quyết các tranh chấp liên quan tới Trung Quốc trong thời gian sắp tới, vì có lẽ họ đang còn lo ngại và e ngại Trung Quốc trước những cái việc mà Trung Quốc có thể áp đặt những biện pháp khó khăn hơn cho kinh tế cũng như chính trị của Việt Nam. Tuy nhiên, ở một góc độ học thuật, không ít hội thảo tổ chức ở Việt Nam đã từng đề cập trước mắt Việt Nam cần phải nghiên cứu các thủ tục pháp lý về khởi kiện ra tòa trọng tài quốc tế về luật biển được thành lập theo phụ lục số 7 của Công ước 1982. Và tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nêu vấn đề Việt Nam được gì nếu khởi kiện Trung Quốc? Đây là một câu hỏi được ông đặt ra. Và điều trước tiên
là được lòng dân. Và lòng dân thì rất bức xúc vì họ không phải là chính khách, họ không hiểu hết thế tiến thoái lưỡng nan của các nhà lãnh đạo ở đây. Ông đã nói như vậy. Đây là hình ảnh cuộc tuần hành kỷ niệm sự kiện năm 1974 của người dân ở Hà Nội vào ngày 19 tháng 1 năm 2017. Thậm chí nếu cứ để dân oán thán mãi thì lãnh đạo sẽ mất tính chính danh. Động thái này có thể phần nào làm an dân. Một hiệu ứng khác của sự vụ kiện là nhân dân sẽ tin tưởng hơn ở chính quyền. Dân hiểu rằng chính quyền sẽ dám có những hành động tương thích một khi Trung Quốc vượt quá giới hạn. Và không chỉ dân mình mà bà con được lòng bạn bè. Bạn bè ở đây theo nghĩa rộng, nghĩa chiến lược, chứ không phải bạn như thời hai phe, bốn mâu thuẫn như trước đây. Và thế giới cũng sẽ thấy đường lối của Việt Nam là rõ ràng và minh bạch, khác với những chính khách khác như là đã từng phản lại một số nước trong cái cộng đồng chung châu Âu, châu Á, ASEAN vừa được đưa ra. Và việc khởi kiện, trong quá trình khởi kiện thì Việt Nam sẽ có cơ hội làm sáng tỏ chính nghĩa. Có chính nghĩa thì mới có thể có cơ hội để vận động dư luận quốc tế để tiếp tục ủng hộ, đưa sự việc ra trước một cơ quan tài phán quốc tế, đấu tranh để đạt được một giải pháp hòa bình phù hợp với xu thế của thời đại hiện nay. Đó là giải pháp dùng pháp quyền và không dùng vũ lực. Dù có gặp rắc rối trong quan hệ với Trung Quốc thì vẫn tốt hơn nhiều là giải pháp chấp nhận một cuộc xung đột vũ trang. Vì như các bạn đã biết, Trung Quốc với tiềm lực quốc phòng rất lớn thì Việt Nam không thể nào, rất khó có thể chiến thắng Trung Quốc trên biển khi có cuộc chiến tranh nổ ra. Và khi một vị thế rõ ràng hơn với Trung Quốc, Việt Nam sẽ có được sự hậu thuẫn lớn hơn của thế giới văn minh. Và Việt Nam có cơ hội thoát khỏi ảnh hưởng về kinh tế, chính trị của Trung Quốc. Điều mà việc đeo bám, đàm phán hay sự đứt gãy của chiến tranh thì không thể mang lại cái điều này cho người dân Việt Nam, cũng như cho cả nhân dân Trung Quốc nữa. Thế còn Trung Quốc thì mất gì? Trung Quốc chắc chắn sẽ mất nhiều hơn Việt Nam. Một trong những mất trước mắt của Trung Quốc vốn không có bạn bè trên thế giới, nay lại với một vụ kiện về Biển Đông thì các nước ASEAN trừ những chính khách đã ngậm miệng ăn tiền của Trung Quốc, họ cũng vẫn có những cái quan hệ riêng, thì tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng đã giải thích như vậy. Và chắc chắn rằng cộng đồng chung trên thế giới và những nước văn minh sẽ ủng hộ Việt Nam, đặc biệt là Mỹ và các nước châu Âu. Và đây là hình ảnh phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm 7 tháng 4 vừa tuyên bố Hoa Kỳ không những đã gửi máy bay tàu chiến đến xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông mà còn sử dụng các sự kiện hàng hải liên quan, ý nói về vụ đâm chìm tàu cá Việt Nam, để gieo rắc bất hòa. Chính phủ Trung Quốc cho rằng cái gọi là phán quyết của tòa trọng tài về Biển Đông là vô giá trị. Nhưng mất mát lớn nhất của Trung Quốc là sẽ để ảnh hưởng trực tiếp đến sáng kiến vành đai và con đường. Nước nào sẽ còn tin Trung Quốc nữa sau khi châu Phi, Ý đã sập tiệm vì đã tham gia cái chiến dịch vành đai và con đường, và hậu quả cho đến ngày nay họ đang phải gánh chịu đó là rất nhiều những cái người ở những nước này bị nhiễm bệnh từ Trung Quốc. Và Trung Quốc phải biết rằng khuất phục một nước, một người bằng sức mạnh đã khó, khuất phục một dân tộc bằng sức mạnh là điều không thể. Vì vậy, chính vì đại cục của Trung Quốc trước tiên rồi cũng phải chấp thuận đi vào giải pháp như vậy, tức là giải pháp theo pháp lý. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng đã nhận định như vậy. Và Phó Giáo sư Hoàng Ngọc Giao đã nói tiếp như sau. Còn về phía Trung Quốc, nếu như bị kiện thì chúng ta thấy qua tiền lệ của Philippines, kiện Trung Quốc sau khi phán quyết ra thì Trung Quốc rất lo ngại. Tức là nếu họ thua thì họ tiếp tục thua nữa, và thua Philippines và Việt Nam kiện thì khả năng chiến thắng của Việt Nam khá lớn khi cái trường hợp của Việt Nam gần như tương tự. Và tiến sĩ Trần Công Trục cũng đồng tình là Trung Quốc rất bất lợi. Ông nói với Trung Quốc, tất nhiên khi điều vụ kiện ra phán quyết bất lợi cho Trung Quốc thì phía Trung Quốc sẽ bị lên án. Và quốc tế sẽ thấy rõ sự vô lý của Trung Quốc, đặc biệt là bất chấp luật pháp quốc tế. Điều đó về mặt chính trị, ngoại giao và pháp lý, Trung Quốc rất bất lợi. Nhưng có một điều là có thể không thi hành được, vì bản án có đưa ra, cơ chế thi hành án lại không có, mà Trung Quốc còn có thể lợi dụng vị thế của họ là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nữa. Đây là một nhận định được đưa ra như vậy. Và vụ việc Việt Nam gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc để phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Biển Đông của mình là hành động đặc biệt, lần đầu tiên đã diễn ra trong suốt rất nhiều năm và sau rất nhiều cái mong đợi của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là một động thái ban đầu mà thôi. Và để có quyết định dũng cảm này, đều cần có sự thống nhất của các lãnh đạo cấp cao nhất, bao gồm cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cả Chủ tịch nước Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân cũng như những cái quan chức cấp cao khác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì như vậy chúng ta thấy rất rõ rằng là nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cái sự thay đổi và dần dần có những cái hướng mà có thể rất dần ra khỏi Trung Quốc, và là đặc biệt là trong cái tình trạng mà như căng thẳng như hiện nay trước bệnh dịch từ Trung Quốc tràn đến Việt Nam. Nhưng động thái này chưa đủ, khi Trung Quốc từ lâu đã tuyên bố chủ quyền của họ bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông qua yêu sách đường chín đoạn mà Việt Nam còn gọi là đường lưỡi bò. Và trước sự tàn phá của đại dịch viêm phổi Vũ Hán mà Trung Quốc đang gây ra nỗi kinh hoàng cho thế giới với trên 80.000 người đã chết và trên 1 triệu người đang nhiễm bệnh, và tất nhiên con số này thì chưa dừng lại và nó sẽ tăng lên hàng ngày hàng giờ nữa, thì việc chung tay với Mỹ và các nước dân chủ và tự do để loại trừ sự nguy hiểm từ phương Bắc là cần thiết đối với Việt Nam. Và Việt Nam không nên chần chừ mà hãy khởi kiện Trung Quốc như Philippines đã từng làm và thành công. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay mùng 10 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.